Một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất hiện nay là về giá trị chuyển nhượng của Bruno Fernandes. Cầu thủ được coi như một trong những nhân tố quan trọng khó thay thế tại Manchester United. Tuy anh chưa thể so sánh với Kevin De Bruyne, nhưng dẫu sao, đây vẫn là tiền vệ tấn công xuất chúng tại Premier League. Đặt giả sử, ngôi sao người Bồ Đào Nha được đưa lên thị trường chuyển nhượng, thì giá trị của anh sẽ là bao nhiêu? Vâng, trước khi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy dành chút thời gian để đăng ký kênh mới Vũ trụ United của chúng tôi sẽ lên sóng từ ngày mai mùng 1 tháng 2. Đây là nơi chuyên phát hành bản tin hàng ngày, cập nhật đầy đủ những gì mới nhất về Quỷ Đỏ. Rất mong được quý khán giả đón nhận bằng cách truy cập vào đường link phía dưới hoặc là quét mã QR đang hiển thị trên màn hình. Theo Transfermarkt, một đơn vị xác định giá trị chuyển nhượng uy tín, Bruno Fernandes đang đạt mức 75 triệu euro trong lần cập nhật gần nhất cách đây 3 tháng. So sánh với các cầu thủ giá trị nhất cùng hoặc là tương đồng về vị trí thi đấu, chúng ta có thể thấy người đứng đầu là Jamal Musiala với 100 triệu euro, ngôi sao năm nay mới 19 tuổi và chỉ bắt đầu chơi cho đội 1 Bayern Munich được khoảng 2 năm. Trong khi đó, Bruno Fernandes và Mason Mount của Chelsea đứng ở vị trí thứ tư với cùng giá trị 75 triệu euro. Xen giữa ở nhóm dẫn đầu là cặp đôi thuộc biên chế Man City, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva, cùng có mức giá 80 triệu euro. Tuy nhiên, đây là giá trị cầu thủ, chứ không phải là giá trị chuyển nhượng, và nó được xác định thông qua nhiều chỉ số khác nhau như thời hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản, tuổi tác, quốc tịch và phong độ hiện tại. Giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ đôi khi không đánh giá đúng giá trị thực tế. Thậm chí những con số của Transfermarkt chỉ mang tính chất tham khảo và thường rơi vào tình trạng ảo. Chẳng hạn như là Moises Caicedo hiện được định giá 38 triệu euro, nhưng Brighton mới đây đã từ chối đề xuất 70 triệu bảng, tương đương với 80 triệu euro của Arsenal, dù sự chênh lệch ở đây là hơn gấp đôi, thậm chí là gần gấp 3 lần. Đối với Bruno Fernandes, con số 75 triệu euro của Transfermarkt có lẽ không ăn nhầm gì nếu Man United đưa anh lên thị trường chuyển nhượng ngay lúc này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha năm nay 29 tuổi, giai đoạn được coi như là đỉnh cao của sự nghiệp quần đùi áo số, trong khi hợp đồng của anh vẫn còn đến mùa hè 2026, thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup ở Bắc Mỹ, nghĩa là rất dài và tỷ lệ thuận với giá trị chuyển nhượng ở mức cao. Ngoài ra, phong độ hiện tại của Bruno Fernandes rất ổn định. Một tiền vệ có thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong trận đấu và duy trì hiệu suất hết tuần này đến tuần khác. Nếu phải đặt lên bàn cân so sánh, thật khó để chúng ta tìm ra người thứ hai làm được điều đó như là tiền vệ người Bồ Đào Nha. Nhưng không chỉ có thế, giá trị chuyển nhượng được tạo ra dựa trên nhiều yếu tố và liên quan đến đối tác chuyển nhượng. Vào mùa hè năm 2020, Man United rất tự tin chiêu mộ Jadon Sancho khi đặt giá 80 triệu bảng, trong khi Borussia Dortmund chỉ nhả người nếu nhận được 100 triệu bảng trả thẳng. Sau đó thì màn drama kết thúc vì họ đã không thể đạt được thỏa thuận chuyển nhượng cho cầu thủ được Transfermarkt định giá khoảng 120 triệu bảng vào tháng 3 năm 2020. Và mọi thứ chỉ được kết thúc vào mùa hè kế tiếp. Nhưng đội chủ sân Old Trafford đã tận dụng thời thế để ép giá đối tác của mình. Cụ thể là do đại dịch Covid-19 khiến cho Borussia Dortmund lao đao và họ buộc phải chia tay Sancho nhằm cân bằng tài chính. Cuối cùng, vụ chuyển nhượng xảy ra với mức phí 73 triệu bảng được chia đều cho 5 năm thay vì trả thẳng một cục. Nếu đối chiếu với giá trị từ Transfermarkt, tiền đạo sinh năm 2000 đã kiếm lời cho Man United khoảng trên dưới 20 triệu bảng, bởi định giá vào tháng 5 năm 2021 của anh là 92 triệu bảng, tương đương với 100 triệu euro. Một ví dụ khác là Toni Kroos khi chuyển sang Real Madrid vào năm 2014 với mức phí dao động trong khoảng 25 triệu euro. Nhưng giá trị của anh trên Transfermarkt lại ở mức 45 triệu euro, tức là gần gấp đôi giá trị chuyển nhượng. Sở dĩ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mua được ngôi sao này với giá hời là vì Bayern Munich từng chê anh không phải là cầu thủ đẳng cấp thế giới và thời hạn hợp đồng giữa họ khi ấy không còn nhiều. Trong quá khứ, Ricardo Kaká và Fernando Torres được coi như những cú lừa của thế kỷ
mà AC Milan và Liverpool dành cho Real Madrid và Chelsea, bởi hai cầu thủ này đã dính chấn thương trước khi thực hiện thương vụ chuyển nhượng. Vì thế, nếu bên mua xác định được vấn đề của cầu thủ mục tiêu, chắc chắn là họ sẽ không chi ra số tiền lớn để hoàn thành việc ký hợp đồng, mà nếu có thì số tiền sẽ bị giảm đi rất nhiều. Liverpool vào năm 2019 từng từ chối mua Naby Fekir với giá 65 triệu euro, dù thương vụ tưởng như đã hoàn tất. Lý do là vì khi tiến hành kiểm tra y tế, đội ngũ bác sĩ phát hiện ra rằng cầu thủ này gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối và quyết định cuối cùng được đưa ra là đừng hòng lừa tao. Về sau này, tiền vệ người Pháp chuyển sang Real Betis, nhưng rõ ràng là anh không bao giờ tái hiện phong độ từng có trong màu áo của Olympique Lyon. Như vậy, qua những ví dụ kể trên, chúng ta có thể thấy giá trị chuyển nhượng gần như không được xác định bởi giá trị thực tế, do các đơn vị định giá đặt ra dựa trên nhiều yếu tố như đã nói. Nó còn phụ thuộc vào những khía cạnh ngoại vi như nhu cầu của người bán, ý tưởng của người mua và thời điểm diễn ra sự đàm phán, cũng như các yếu tố liên quan tới phong độ, tuổi tác, quốc tịch, dù nó chỉ mang tính tham khảo. Sự tham khảo đó giúp các đội có nhu cầu mua hoặc bán cầu thủ sử dụng để đưa ra phương án tốt nhất trên bàn đàm phán, và thậm chí mua đắt hay rẻ thì còn phụ thuộc vào người chịu trách nhiệm thỏa thuận. Chẳng hạn như là Anthony đến Man United với giá 100 triệu euro. Con số này được cho là quá cao so với thực tế, nhưng vì Ajax Amsterdam biết thừa là đối tác đang neo người ở hành lang phải, nên họ bán lời xương xương gần gấp 3 lần định giá của Transfermarkt. Trở lại việc định giá chuyển nhượng của Bruno Fernandes, dựa vào tất cả các yếu tố bên lề, thì có khả năng cầu thủ này sẽ được bán với con số cao hơn 75 triệu euro từ Transfermarkt, nhưng không cao hơn quá nhiều. Phần vì anh sẽ gần 30 tuổi vào mùa hè tới, và rất hiếm khi một đội bóng bỏ ra cả núi tiền để chiêu mộ cầu thủ như vậy, trừ khi họ thực sự tin rằng Bruno Fernandes có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 5 năm nữa. Tuy nhiên, dự đoán này chỉ mang tính tương đối, đó là bởi vẫn có những trường hợp cầu thủ gần 30 tuổi được mua về với giá cao ngất ngưởng. Điển hình là Pierre-Emerick Aubameyang vào đầu năm 2018. Thời điểm ấy, Arsenal ký hợp đồng với ngôi sao người Gabon từ Dortmund cùng với mức phí lên tới 63,5 triệu euro, trong khi anh đã gần bước qua 29 mùa xuân xanh và thời hạn giao kèo cũ chỉ còn lại 24 tháng. Sở dĩ Arsenal chấp nhận chi ra số tiền kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ là vì đội ngũ phân tích của họ xác định rằng Aubameyang có thể chơi bóng đỉnh cao đến năm 35 tuổi nhờ vào nền tảng thể chất khác thường, tương đồng với Jamie Vardy, một cầu thủ lớn tuổi khác từng được đội chủ sân Emirates khao khát vào năm 2016, nhưng Leicester City kiên quyết không bán và Vardy cũng không muốn ra đi. Thế nên Arsenal mới chuyển hướng sang Aubameyang. Bruno Fernandes cũng sở hữu một yếu tố đặc biệt giúp anh được định giá cao hơn, đó là nền tảng thể chất siêu phàm. Trong suốt sự nghiệp của mình cho đến nay, ngôi sao người Bồ Đào Nha chưa bao giờ dính chấn thương vật lý. Cầu thủ sinh năm 1994 luôn đóng góp hơn 90% số trận tối đa trong một mùa giải, và điều này vô cùng quan trọng đối với những đội bóng phải cày ải trên nhiều mặt trận. Tất nhiên, đây là nhận định chủ quan từ Red Football khi chúng tôi đánh giá thông qua nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể Bruno Fernandes được định giá 75 triệu euro vào tháng 11 năm 2022, nhưng mùa hè 2023 thì lại là câu chuyện khác. Chưa kể giá chuyển nhượng cuối cùng cũng phải phụ thuộc vào mức lương thưởng cho cầu thủ và cả người đại diện. Và cuối cùng, đây là viễn cảnh được vẽ ra để chúng ta tham khảo, vì Manchester United không hề có ý định bán tiền vệ người Bồ Đào Nha. Nhưng nếu bán vào ngay mùa hè thì chắc sẽ không cao hơn 75 triệu euro khi anh đã gần 30 tuổi. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.